hôm nay mình đi với anh mình cả nhà, anh mình đi kiếm này, mình mất rồi. Con nhỏ mặt cũng đẹp luôn. Cái nhỏ mặt cũng đẹp. Rồi giờ bỏ học đi tiếp nha. Anh mình này đi qua bên đó rồi. Anh mình đang bắt tổ của nó cả nhà. Mình đây thì mình thấy tổ này có tổ nhỏ cả nhà. Tổ cũng vừa, không bự. Đây cả nhà. Tổ này. Đi leo không tầm. Bự không? Hả? Thông tấn. Quẹt mặt. Nó quẹt mặt trời. Còn gì đâu. Giờ đi kiếm tiếp cả nhà. Quẹt mặt à. Nào lại ra. Nắm cái cây quằn xuống tét gì. Đã à. Hai tổ. Anh mình cả nhà. Hello cả nhà. Tổ mình. Bên nổ lên. Cái tổ mình đi thôi rồi luôn. Đâu, đâu tổ nữa đâu. À tổ nhỏ, thu nguyên tổ nhỏ không? Cái đó tổ luôn nha. Tổ nhỏ. Anh bắt cả nhà. anh bi mình. Ừ, ngẫu leo. Ừ, leo cái tàu cũng động luôn à. Ừ, bóp luôn. Thôi ra, cầm giùm thôi. Bóp tà lè luôn à.
Thử lên đó nha. Bắt ong cô ơi. Bắt ong. Con bắt ong. Tẩu khu nhỏ nhỏ mà. Có bự đâu. Nhỏ mà già hả? Không có mặt mặt này mặt nhãn. Mặt nhãn bệnh nha. Mặt nhãn bệnh. Đâu? Đúng không? Vũ đi. Ừ. Cắt lẩu. Ừ rớt luôn. Ừ. Ừ. Gãy cái tầm vòng đổ rồi bo bo gãy cái tầm vòng luôn. Đổ nhỏ mặt nhỏ không đẹp. Ủa nó bự nè đúng không? Ba tẩu, bốn tổ nằm gần nhau luôn cả nhà. Mà tẩu không đực mà, tẩu nhỏ mà. Rồi giờ mà mình với anh em đi kiếm tiếp luôn. Bữa nay hai tẩu nha. Một tẩu nằm đây, một tẩu nằm bên kia. Mà tẩu bên kia nó nhỏ quá, không quá nha. Bắt tẩu giữa giữa cái này cái. Đây là nằm đó. Tẩu trên thì bằng nửa tấm này cả nhà. Mặt cái này còn bự hơn. Anh mình thì đang đi ở ngoài cả nhà. Mình đi trong đây. Khu này giờ mình với anh mình đi toàn gặp tổ nhỏ không cả nhà, không có tổ lớn.
con nhỏ. Rồi giờ bố học đi tiếp nha cả nhà. Đây có lỗ rồi nha, đóng đeo xù đậu lớn à. Nằm lúc ra đó. Rồi giờ anh mình lên bắt nha cả nhà. Anh bi mình lên bắt. Nè chậm đi, thấy không ngọc phì, thấy không cũng được. Nó ngã xuống sông luôn. Kéo ngoài vậy? Có đâu. Đâu hấn đâu, nãy giờ khu này mình với anh mình đi đâu hấn đâu cả nhà. Rồi giờ vô bọc đi tiếp nha cả nhà. Gì đâu đẹp gì chơi, đâu đẹp gì chơi gì đi cả. Đây con đỏ luôn cả nhà, con nhỏ này. Này giống ai gị vô hay gì? Tháng 20 ngàn mới. Nhiều quá anh ta biết. Dướng nhà lè nè. Ui, dưới hói không rồi. Mình thì không, dưới hói không rồi. Dưới hói quậy. Ăn rất hói không nổi.
sướng dữ. Thánh. Thôi, đó cả nhà. Cái nhỏ mặt nó nâu. Khu có mặt cái này kìa. Khu mặt nâu đẹp. Rồi, giờ đi bọc đi tiếp cả nhà. Swanika. Đây. Chú mày như thế. Dẻo toàn tạ đi. Biết bao nhiêu tầm tí vậy. Đây đậu nha, đậu mới về đậu nhỏ. Có đầu mặt không? Ngon. Cái mèo hay vậy? Ngon ngon đỡ ấy. Tội. Có xíu mà. Lụm luôn hả? Lụm. Lụm luôn. Anh mình kêu lụm luôn cả nhà. Giờ bự nhỏ hay gì lụm hết. Chứ giờ thì kiếm không có cả nhà. Kiếm không có mà ít lắm. Còn bị người ta bắt trước không cả nhà. Giờ móc lại. Được xíu mặt. Được xíu mặt tới anh ra nè. Còn 10 nữa. Ra bỏ bọc rồi đi tiếp cả nhà. Bị chơi gai có tẩu nữa nha. Nằm lúc đó mình phát mình vô từ từ. Không đẹp cả nhà. Không được đẹp. Ha ha!
ra ngoài nha nha. Có miếng mặt, có miếng mặt tên nữa nha. Rồi, giờ bỏ bọc liên tiếp đó nha. Tạm như xíu. Rồi, giờ bỏ bọc đi tiếp nha nha. Tổ nãy nó bắt bên này nha. Kìa, ông nó còn bay qua lại nữa nha. Nó bắt bên này. Đầu bụi ngoài cũng có con tổ, mà tổ mới về tổ nhỏ nha. Ở bụi này thì hai tổ. Tổ dưới thì nhìn nó bự hơn tí. Vô bắt tổ dưới. Vô là mình tính bắt tổ cũng đực, tổ nhỏ thôi nha, tổ đó là nó không có làm tàn, nó không bự nữa. Mà mình vô mình mới vừa thổi là mình thấy thấy cái tổ dưới luôn đó nha, tổ dưới bự hơn, giờ bắt tổ dưới. Nha, tổ cũng đực nằm trên nha, tổ nhỏ rồi. Đây thổi nó để nó động nữa nha. Hỏi nó cái nặng. Mm-hmm.
rộng lên nha. Tổ này nó bị dướng cây nha, không dướng cây chắc cũng có mật. Chụp cái đạn này cho nó nở. Mật có một xíu nữa nha. Giờ mình đi đi vô bọc là mình ra mình kiếm mất tiếp cái này. Bên nó có tổ cả nhà đó, tổ nữa đó. Mà giờ nó động quá mình lên từ nha. À, giờ mình xuống dưới quay tiếp nha cả nhà. Cái cây này cao lắm. Tổ nha. Mà cũng chậm thôi cả nhà. Nhìn vòng không có, nhìn vòng phấn luôn. Tổ nằm lúc trên đó cả nhà, lúc lọc đó. Rồi, giờ mình bỏ bọc đi tiếp như thế này. Chào cả nhà. Thì bữa nay đi săn ông ruồi nữa cả nhà ơi. Thì mình đi sáng giờ cũng đi được tầm nửa tiếng, tiếng hồ rồi cả nhà. Thì đi đến nay thì cũng phát hiện trên ông ruồi tre có một tổ ông ruồi cũng vừa cả nhà. Đây nha. Cả nhà. Đây. Cái tổ nó mình nhúc bên trong cả nhà. Lúc đông nữa. Giờ để mình lên bắt nha cả nhà. Bụi có đậu nhỏ cả nhà. Đậu cũng vừa, con nhỏ mấy.
kiến vàng cắn. Mặt cũng đẹp luôn. Tiếp cái nhà đi, chỗ nhỏ mực nù đẹp. Ui giời. Đây nha. Tao nhỏ mà cũng ok đó nha. Rồi giờ mở ọc đi tiếp nha cả nhà ơi. Không ơi, thấy có tổ nhỏ đó nha, tổ nhỏ mặt đẹp lắm. Không đực nữa mà cũng như hết cả nhà này. Rồi giờ mình đi bỏ vào kiếm cái mới cả nhà ơi. Bùi có lẩu không rồi cả nhà, tổng nhỏ.
Cũng nhỏ. Đây nha, chỗ nhỏ, chỗ mini. Rồi giờ bỏ bọc mình đi tiếp nha cả nhà.